Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video này em sẽ giới thiệu đến các bác mẫu xe XDS Romance 700. Mẫu xe địa hình được trang bị cấu hình bộ chuyển động SLX. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe này các bác xem. Khung của chiếc xe thì được làm từ nhôm, sơn vẫn là sơn nguyên bản, có một vài vết xước nhỏ do xe bãi không thể tránh khỏi. Còn về tổng thể của chiếc xe thì cũng rất là đẹp. Xe được trang bị bộ tay bấm XLF, phanh dầu tích trô, có khóa hành trình trên tay lái. Máy bi vòng, phanh đĩa. Lốp này còn rất là mới. Đuôi đĩa trục rỗng, chuyển động XLS, gạt đĩa DOG, XLS. Bây giờ sẽ vào tiến hành đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho bác xem. Size của chiếc xe tính từ tâm trục đạp đến quán đầu tiên là 44 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phút là 58 cm. Chiếc xe phù hợp cho các bác từ 1m55 đến khoảng 1m7. Như chiếc xe là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này. Các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đang lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Vận hành chuyển động các thứ của chiếc xe rất mượt mà, đúng phát nào ra phát đấy. Lên xuống một là máy cúi lỗ, nó rất đi ta. Chiếc xe này đang có giá bán rất là tốt bên em là 10,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943 để nhân viên bên em tư vấn hỗ trợ. Ngoài ra các bác ấn đăng ký kênh và ấn chuông để xem được thông báo những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.